Lúc nấy, phần bậc diện tích bóc cơ cam tung lưng, dầu khẩn ven tân sơn, đang đáy hay mạc ổn định. Hẳn dầu nấy sẽ mấy phân lai, like. về cơ mạc cam đấy bóc dầu khẩn ven tân sơn, sẽ đầy kên, sau mạc đời, mấy thư, so con mạc cam, bọc cháu, tên cọc dầu khẩn thế. Nấy chăn sẽ là động lực, teo hẳn dầu khẩn ven, tiếp tục, hỏi bậc diện tích bọc cơ mạc cam nấy dầu khẩn ven chuyển đổi cây cấu đời cháu Cái bay qua sơ sẽ đá mây cháu lát tại mô hình bọc mắc cam hóc bọc qua đánh giá sức thêm cơ mắc cam bác bác đấy bán xe hợp của tôm rộng bên sợ cơ hãy lai mạc lai sau hai đến lai xem đời cháu bay lớn món cơ sẽ tiếp tục cạo hẳn dầu đấy hoi mơ diện tích bọc cơ mặt cam cam tung lưng sẽ là cơ cam mặn hơn đôi lai mặt mấy mấy nam mấy xưa mấy nơi nam mặt mây lai nga lai nga măn bậc sao bay mặt mây dạng bay bậc mấy sư bay ý cơ cam tung lưng màn xe lạ phan cơ mây nắng xuất thang màn thích nghi bậc bọc đáy dốc khẩn toàn thang tính chống chịu còn non bên hôm màn xe khá đời tâng mà cơ cam tung lưng hãy màn hơn đời sư cháu cơ quan chuyên môn nông ven tân sơn xe đã tuyên truyền phổ biến lần cháu lan bọ cam, áp dụng cháu kỹ thuật đầy bọ, sau chăm sóc cơ cam, tá cháu khâu, nâng là chuẩn bị cơ phân, thời vụ bọ, tôm bọc, sau mật độ bọ, lần bọ, lần tưới nôm. Cụ thể nâng là lốc lốc khúc hố, bọ cơ mà cam xong, xưa lau thực thạc đệt, nơi nhất là xếp há nghen, sau hố thức đáy bội hoi, sau bội phân, còn lốc bọc, lăng lốc bọc, lốc cơ mà nổ định sư lau thức tắt ăn nhọt hùng mặn bây, đều tạo tán hay cơ mặn bực vai. Đời lộc lớp bọc chăm sóc, sư hân dầu nấy thức thường xuyên bị ốc nọc thun, đều hèn, cơ mặn bê non bênh hơi hay mấy, đều kịp thời xử lý. Các bà con nếu mà có muốn trồng thì mình cũng phải tìm hiểu các nguồn giống. Hân bọc cơ mặc cam, sư thức kén chó loại cơ dòng, phan mặn đời. Nó chăm sóc chủ yếu là loại phăn lô. Bây giờ sau, cột đồi, đường đồng đất bức. họ mình nó về đấy à, sẽ là toàn rốc, cục phân can, lộc lóc cứ nó xưa phản man mấy bẻ lầy bay mất để mình chăm sóc nó hiệu quả nó không bị trôi mất những cái lớp phần Tân Sơn sẽ là ven bảy điều kiện để phát triển cơ cam, kèm lên hàng hóa. lúc đấy chính quyền cháu xa sẽ đang tập trung chỉ đạo cháu ban ngành đoàn thể chủ động phối hợp chặt chẽ. con cháu cơ quan chuyên môn đều hỏi cháu lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đời về cục kê nế cục nà. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, cao hẳn cục nà, cục kem chăn thời vụ, sau chăn quy trình kỹ thuật, nâng thang, giá trị cục kênh, khẩn giặt, đơn vị diện tích cục kênh, liên kết con cháu doanh nghiệp, cháu hấp tác sơ, dậu khẩn vên, cung ứng cháu loại cơ phan phòng cũng sẽ phối hợp với lại các đơn vị trong khối như là trạm khuyến nông. Với lại phòng sẽ phối hợp con cháu đơn vị rộng đầy khối đang là trạm khuyến nông, hồi cục nả, hồi sậu giờ, tổ chức tuyên truyền tập huấn ấy hát rộng khẩn ven, đặc biệt là ba phân, lần chăm sóc, coi phân, con cháu loại cơ bọc. Đối với lại để, để cây ăn quả, đảm bảo cái mô hình hiệu quả và thiết thực đối với bà con teo áo ma đến lai sen để về kên tân sơn xe cao hẳn bộ cơ mặc cam chú trọng nâng thang chất lượng hông mặc cam xe tự đảm bảo tiêu chuẩn viết gáp cung cấp cháu sản phẩm sen hãy hân sới ao ma ăn niềm tin hãy hân sới còn việc hong sẽ cháu. tạo mọi điều kiện mà hay làng pháp lý hay cháu lát, bởi ừ. mục đích chuyển đuôi tôm teo hoi bậc diện tích nâng là quy hoạch tên bọ cam teo ao mà đến lai like xem hãy hân cục nả rộng cần ven. Phòng sẽ tham mưu cho ủy ban huyện tìm một số. Phòng sẽ tham mưu hãy ủy ban nhân dân ven lơ cháu doanh nghiệp bảy tiềm năng rộng quan tâm lên với cục nả đều xây, xây sản xong phẩm hãy hân rộng cần ven. Song song con vết con, ven xe sánh, hần rộng hần ven, bay tham quan, bay tham gia cháu hội vây, đều quảng bá sản phẩm kết nối giao thương, thương con cháu về hình dạo cháu thánh dâu khái. Một số tỉnh trên địa bàn. ven Tân Sơn tập ốc mục tiêu, phấn đấu lên bay thong sẽ lấy ngay dẹp há. Cả ven mấy khoảng, thời dẹp há, hecta bọ cờ cam tông lưng. Theo đợt đáy mục tiêu hong, ven Tân Sơn tức chủ động đã xác định lộ trình, diện tích cần chuyển đuôi, cháu loại cơ bọc dâu khẩn tôm ton, cháu loại bọ cơ, mấy ao mà đến lai xen, ต้มต้อนแข็งดุยเดี่เฉียนกะปอกกะกรรม